Anh làm cái gì vậy? Chồng em về đó. Làm gì anh Duyên thấy sao? Ủa, Duy Nam, ngồi chơi. Ờ, kiếm má con hả? Bà mới bước ra đi chợ nè. Hôm qua tao gặp má mày đó. Dạ. Mà thôi đi, để á, Nam nói con chuyện này nè. Có gì Nam nói uống nước này gì nè. Bộ dạo này bộ mày đi công tác dữ lắm hay sao vậy? Dạ đúng rồi, con mới đi công tác được về mấy bữa. Sao vậy? Ở nhà mày biết không, con vợ mày á, nó lại tình với thằng Điền. Năm đừng nói chơi, mấy cái chuyện này không nói chơi được đâu nha dì Năm. Cái nào nói được nói nha. Tao người lớn mà. Không lẽ tao đi nói chuyện tầm bậy mà với con vợ mày chứ. Dì Năm đừng nghe người ta đồn, kể người ta đi. Vợ con sao con biết. Con này, thiệt sự là con đi công tác rất là nhiều. Con thì con đang hối hận vì con không đem được hạnh phúc về, chỉ đem tiền vậy thôi. Giờ con biết sao bù đắp cho vợ con mà bây giờ lại đi nghe dì Năm nói như vậy nữa, tội nghiệp vợ con. Dì Năm nói cho con nghe để cho con biết hen, chứ sau này mà cái sừng của con nó mọc lên đó hen, thì tới chừng đó con sẽ hối hận, mà có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Dạ. Dì Năm cho con hay trước rồi đó, con suy nghĩ kỹ rồi đây nha con. Dì Năm về ạ. Dạ dì Năm về. Ủa, em nấu cơm xong hả? Ừ, em mới nấu xong. Hồi nãy em thấy dì Năm qua. Dì Năm qua kiếm má xíu. Thật ra hồi nãy em có đứng phía sau nghe dì Năm nói chút xíu. Trời ơi, đừng nghe bà. Mấy bà nhiều chuyện mà có thể không được. Anh không có đi mà. Tin chứ. Vợ anh không tin thì anh tin ai vậy? Anh là anh thương gia đình này nhất luôn á. Mỗi lần mà đi công việc về mà nghĩ tới em, tới con là anh thấy khỏe. Em đừng có làm gì bậy bạ hết trơn. Cái gì làm gì cũng biết nữa. Không, giờ để anh đi đón con nè. Tới giờ bây giờ vợ chồng mình ăn cơm. Đừng có nghe gì hết trơn á. Anh làm cái gì vậy? Chồng em về rồi đó. Làm gì anh Duyên thấy sao? Với lại em nghĩ mình nên chấm dứt chuyện này đi. Tại sao? Ủa? Em hôm nay làm sao vậy? Em đã nói nghiêm túc đó. Em đã có lỗi với ông Duy đó. Với lại em ân hận những chuyện mình làm lắm rồi. Tới mức này mà em còn ân hận à? Thôi mà, mình cứ lén lén lút lút như vậy á, không phải vui hay sao? Em nói anh rồi, em rất là nghiêm túc. Anh đừng có làm như vậy nữa được không? Thôi mà em, đáng chịu một chút đi. Người như em á, mà còn nói tới hai chữ tự trọng nữa à? Nè! Anh đừng có tôi la lên đó. Cô dám tát tôi, cô la lên đi. Coi ai xấu mặt tôi biết. Ôi, anh làm cái gì vậy? Cô dám cắn tôi.